Benjamin Graham, bậc thầy đầu tư giá trị và bí kíp tạo ra lợi nhuận gấp 500 lần. Trong giới đầu tư, hẳn là không ai không biết đến huyền thoại Warren Buffett. Nhưng bạn có biết, người được xem là người thầy, cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Buffett, chính là Benjamin Graham. Benjamin Graham là người đi đầu trong chiến lược đầu tư giá trị, không chỉ là một nhà đầu tư đại tài, Benjamin Graham còn là người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ nhà đầu tư. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những triết lý đầu tư đáng học hỏi của Benjamin Graham. Và bạn cũng sẽ có thể hiểu được tại sao Warren Buffett lại tôn sùng người thầy này đến như vậy. Vượt qua khó khăn đầu đời. Benjamin Graham là một nhà kinh tế học, doanh nhân và là nhà đầu tư nổi tiếng người Anh Mỹ, gốc Do Thái. Ông được biết đến rộng rãi trong giới đầu tư với tư cách là người khai sinh ra trường phái đầu tư giá trị. Ông sinh ra tại London, Vương quốc Anh, nhưng từ một tuổi đã theo gia đình di cư sang Mỹ và lớn lên ở New York. Vốn dĩ tên khai sinh của ông là Benjamin Grossbaum, nhưng vì họ Grossbaum nghe giống tên của người Đức, mà khi đó những cái tên Đức không được hoan nghênh lắm ở Mỹ. Do vậy, bố mẹ Benjamin quyết định đổi họ cho ông thành Graham. Năm 1903, sau khi cha Graham qua đời, gia đình ông rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn khi gần như mất hết tài sản do các khoản đầu tư và vay nợ mua cổ phiếu. Tuy vậy, Graham vẫn rất cố gắng học hành. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Columbia khi mới 20 tuổi, với danh hiệu Á khoa của lớp. Vài tuần trước khi tốt nghiệp, Graham được đề nghị ở lại trường làm giảng viên các khoa triết học, Anh văn và toán học, nhưng ông đã từ chối. Ông quyết định sẽ tự lập nghiệp tại phố Wall. Như mong đợi, năm 1914, khi vừa tốt nghiệp, Graham lập tức được nhận vào làm việc tại một công ty môi giới ở phố Wall Newburger, Henderson và Lop với vai trò là một nhân viên thông tin. Ban đầu, ông chỉ làm những công việc vặt ở công ty, nhưng rồi với khả năng và trí thông minh của mình, Graham giành được sự tin tưởng và được trao cho các trọng trách lớn hơn. Ông nhanh chóng trở thành một nhân sự quan trọng trong công ty và đã được tham gia nghiên cứu tài chính ngay từ sớm. Dù còn rất trẻ, Graham đã kiếm được 50.000 đô la Mỹ mỗi năm, con số không hề nhỏ tại thời điểm đó. Con đường sự nghiệp. Năm 1926, Graham bắt tay cùng với một người cộng sự tên là Jerome Newman và thành lập nên quỹ đầu tư Graham Newman Partnership. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người thực sự mang tính cách mạng. Họ biết cách áp dụng triệt để các chiến lược, giúp cho các khoản đầu tư của khách hàng đạt lợi nhuận lên đến 670% trong vòng 10 năm. Đến khoảng cuối năm 1928, Graham trở về trường cũ của mình là trường Đại học Tổng hợp Columbia làm giảng viên. Song hành với việc kinh doanh của mình, ông gắn bó lâu dài với công việc giảng viên này đến khi về hưu. Cũng từ công việc giảng viên này, Graham đã đào tạo biết bao nhiêu nhà đầu tư nổi tiếng sau này, xuất sắc nhất phải kể đến Warren Buffett. Ngoài ra các có William G. Rand, Irving Kahn hay Walter G. Schloss. Năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế khiến thị trường chứng khoán sụp đổ. Trong bối cảnh đại suy thoái, Graham Newman Partnership đã gần như mất hết số cổ phiếu, nhưng vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Sau bao nỗ lực, cuối cùng ông đã lấy lại được tài sản của mình và tự hứa sẽ không bao giờ để mất một lần nữa. Cho đến năm 1956, lợi nhuận trung bình hàng năm của công ty là 17%. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán cùng với những tổn thất nặng nề đã khiến Graham phải suy nghĩ rất nhiều. Cũng từ đó, ông quyết định xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 1934, có tên là Phân tích chứng khoán. Cuốn sách là sản phẩm đồng sáng tác của Graham và David Dodge. Trong cuộc đời của mình, Graham cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai của mình, cuốn sách Nhà đầu tư thông minh. Nếu như Phân tích chứng khoán chỉ rõ sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, thì Nhà đầu tư thông minh chủ yếu nói về đầu tư giá trị. Thương vụ đầu tư nổi tiếng. Nhắc đến Benjamin Graham, giới đầu tư hẳn là sẽ nghĩ ngay đến thương vụ huyền thoại của ông. Đó là thương vụ đầu tư vào công ty bảo hiểm Geico. Năm 1948, công ty Graham Newman Co. đã mua lại công ty bảo hiểm nhân viên chính phủ Geico. Mặc dù có chữ chính phủ trong tên gọi, nhưng đây lại là một công ty tư nhân. Vì một quỹ đầu tư thì không thể sở hữu một công ty bảo hiểm, nên họ đã biến nó thành một công ty đại chúng, phân bổ cổ phiếu giữa các nhà đầu tư. Ban đầu, Graham không hề có ý định đầu tư vào công ty này. Ông cho rằng không dễ để định giá doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, vào thời điểm đó ngành bảo hiểm đang quay cuồng với lạm phát mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai gây ra nhiều tổn thất. Bên cạnh đó, cổ đông lớn của Geico khi ấy gia đình Reed đang tìm cách bán đi 75% cổ phần của mình. Sau khi bị các nhà đầu tư lớn khác từ chối, họ đã tìm đến Graham Newman. Bất ngờ là Graham không những không từ chối, mà còn phá vỡ quy tắc đầu tư của mình để mua cổ phần của Geico. Trước đây,
Nếu có tìm hiểu về Graham, hẳn là ai cũng biết Graham hiếm khi phân bổ hơn 5% danh mục đầu tư của mình cho một khoản đầu tư. Ông thích sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu giá rẻ, giảm thiểu rủi ro với định giá thấp và đa dạng hóa. Tuy nhiên, dựa trên những phân tích và dự báo thị trường theo cách thức của riêng mình, Graham quyết định đầu tư 25% số vốn mình có để mua lại 50% cổ phần công ty bảo hiểm Geico với giá chỉ 712.000 đô la Mỹ. Graham đã mua một nửa công ty với 1.500 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá trị 475 đô la Mỹ, giảm 10% so với giá trị sổ sách. Ông lập tức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị với số cổ phần lớn này. Chủ ngân hàng đầu tư trong thỏa thuận Lorimer Davidson đã gia nhập công ty như một phần của giao dịch và sẽ kế nghiệp Goodwin khi ông nghỉ hưu vào năm 1958 với tư cách là CEO. Năm 1949, lợi nhuận của Geico đã tăng vượt mốc 1 triệu đô la Mỹ. Để lấy ví dụ về lợi thế chi phí thấp được Geico áp dụng, tỷ lệ lợi nhuận bảo hiểm trên mức phí là 27,5%. Đến năm 1950, công ty đã có gần 144.000 chính sách có hiệu lực và 8 triệu đô la Mỹ phí bảo hiểm hàng năm, được cấp phép trong 15 tiểu bang, tất nhiên bao gồm cả Washington DC thủ đô của Hoa Kỳ. Năm 1958, tổng thị trường khả dụng của công ty nhiều hơn gấp 3 lần so với khi bắt đầu thu hút các nhân viên chính phủ, các nhà quản lý, nhân viên kỹ thuật và hành chính với các tài liệu nổi bật cần thiết. Sau 25 năm kể từ ngày thực hiện thương vụ, giá trị của khoản đầu tư này lên tới 400 triệu đô la Mỹ, tức là tăng gấp 562 lần và vẫn đang tiếp tục phát triển. Triết lý đầu tư của Benjamin Graham. Trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình, Benjamin Graham đã để lại nhiều bài học đắt giá để giúp các nhà đầu tư thành công. Những phương pháp đầu tư của Graham được đúc kết lại thành những nguyên tắc rất rõ ràng. Nguyên tắc 1. Lợi nhuận an toàn là ưu tiên hàng đầu. Lợi nhuận an toàn ở đây có thể được hiểu là mua chứng khoán với mức giá thấp hơn giá trị thực của nó. Việc này không chỉ giúp nhà đầu tư có cơ hội thu được lãi lớn mà còn hạn chế được những rủi ro giảm giá trong đầu tư. Những khoản lợi nhuận an toàn nhờ việc mua lại công ty được định giá thấp hơn giá trị thực của nó chính là điểm đặc trưng trong những thương vụ nổi tiếng của Benjamin Graham. Graham đã đánh giá chọn lọc rất kỹ lưỡng các cổ phiếu có giá trị thấp này và nhận ra rằng sẽ khó có thể xuất hiện sự sụt giá ở chúng thêm nữa. Theo Graham, những tài sản này sẽ đáng giá nếu chúng có tiềm năng sinh lời ổn định hoặc có giá trị thanh khoản. Khi thị trường bất ngờ đi xuống, nó cũng có thể giúp hạn chế bớt những rủi ro không lường trước. Nguyên tắc 2. Kiếm lợi từ việc đối mặt với sự bất ổn. Đã tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc đối mặt với sự bất ổn không còn gì quá xa lạ. Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy trước những bất ổn thì theo Benjamin Graham, thị trường suy giảm có thể tạo nên những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Benjamin Graham đã đưa ra hai chiến thuật để hạn chế những tác động tiêu cực từ sự bất ổn của thị trường, bình ổn giá trị đô la và đầu tư cả cổ phiếu và trái phiếu. Bình ổn giá trị đô la được thực hiện bằng cách thường xuyên mua cổ phiếu tương đương một giá trị đô la nhất định. Chiến thuật này giúp nhà đầu tư duy trì ổn định giá, phù hợp với các nhà đầu tư thụ động. Với chiến thuật bình ổn giá trị đô la, nhà đầu tư có thể bớt đi một phần mối lo lắng trong việc chọn mua cổ phiếu với mức giá bao nhiêu trong thời điểm nào thì thích hợp. Còn đầu tư cả cổ phiếu và trái phiếu sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ được một danh mục bao quát thị trường, bảo toàn được vốn kể cả khi thị trường suy thoái. Graham đề cao việc bảo toàn vốn trước sau đó mới là tăng trưởng. Vì vậy, ông đề xuất mức đầu tư vào trái phiếu trong khoảng 25-75% tùy tình hình thị trường. Điểm mạnh của chiến lược này đó là giữ nhà đầu tư tránh được cảm giác bất an khiến dễ bị cám dỗ bởi những thương vụ rủi ro cao. Nguyên tắc 3. Phân loại nhà đầu tư đúng nhất với bản thân. Benjamin Graham cho rằng việc xác định rõ cá tính đầu tư của riêng mình cũng là một việc cần thiết trong đầu tư. Để dễ hình dung hơn, ông đưa ra sự so sánh cụ thể giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau trên thị trường. Theo Graham, có thể chia nhà đầu tư thành hai nhóm, nhóm chủ động và nhóm bị động, hay nhóm tấn công và nhóm phòng thủ. Nhóm chủ động thường là những nhà đầu tư thực sự dành nhiều thời gian và công sức để đầu tư có kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu thuộc nhóm này, bạn sẽ là những người chủ động tìm kiếm những cơ hội đầu tư với tiềm năng thu được lợi nhuận lớn. Ngược lại, nếu không đủ khả năng để tìm hiểu quá sâu về đầu tư, chỉ có thể thụ động nghe theo sự chỉ dẫn từ người khác, chắc hẳn bạn thuộc nhóm thụ động. Với nhóm này, bạn sẽ phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn nhưng không phải mất nhiều thời gian công sức. Đối với Graham, thay vì quan niệm quen thuộc rủi ro bằng lợi nhuận, ông cho rằng công sức bằng lợi nhuận mới là chính xác. Càng bỏ nhiều công sức thì lợi nhuận thu được sẽ càng cao hơn. Dù là một nhà đầu tư thụ động, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận trung bình nếu đầu tư vào một danh mục được lựa chọn tốt. Nhà đầu tư thụ động nên đầu tư vào danh mục có cả cổ phiếu và trái phiếu. Nhờ vậy có thể bao phủ toàn thị trường, từ đó thu được lợi nhuận từ những khu vực hoạt động tốt mà không phải dự đoán trước. Tuy không thể tập trung vào một phần lợi nhuận cao, nhưng cách này giúp các nhà đầu tư vừa có lợi nhuận vừa tránh được rủi ro.
Trên đây là video về cuộc đời, sự nghiệp và những triết lý đầu tư đáng học hỏi của Benjamin Graham mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những kiến thức, góc nhìn thú vị về người được mệnh danh là ổng tổ của trường phái đầu tư giá trị này. Nếu các bạn biết thêm thông tin về Benjamin Graham, hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!